Hôm nay tớ trống 2 tiết đầu, qua xem cậu thế nào. Tớ không sao đâu, đau dạ dày một chút thôi. Tớ nấu cháo rồi đây, để ăn cho ấm bụng nhá. Tớ còn mua thêm cả bánh mì nữa. Nếu như mà ở nhà thấy bụng dạ khó chịu quá thì ăn mình bánh mì để thấm dịch nhá. Tớ không muốn ăn đâu. Người cậu có như cái sắc ve ấy, không ăn làm sao được. Tí phải ăn cho tớ đấy nhá. Tớ vẫn đau lắm Nguyệt ạ. Hè tớ đưa cậu đi bệnh viện nhá. Nếu như cậu không muốn đi, để tớ nhờ bác sĩ Tuấn đến đây xem cho cậu. Tớ mệt lắm, không đủ sức khách sáo với ai nữa đâu. Này, đừng có làm tớ sợ. Tôi đã gặp lại anh Lâm. Tớ biết. Cậu cũng đã nói cho tớ rồi. Thật ra mấy hôm nay tớ cũng nghĩ mãi về chuyện này. Tớ không phải là cậu mà còn cảm thấy khó chịu khi nghĩ về anh ấy. Nhưng mà nếu như cứ để chuyện đã qua canh cánh ở trong lòng thì lại càng khó chịu hơn. Không phải là chuyện đó. Kỳ lạ thật đấy. Có những chuyện, những người không hiểu vì lý do gì lại cứ thích xuất hiện cùng một lúc. Cậu biết không? Chuyện đó hóa ra không phải là do anh ấy làm. Việc can thiệp vào kết quả cuộc thi ấy không phải là do anh Lâm. Thế lại càng tốt chứ sao? Đó chính là bố của tớ. Chính ông ấy là người đã thao túng người khác để quan tâm đến tớ. Chị Du sếp của tớ chính là nhân viên cũ của ông ấy. Mà kết quả của cuộc thi đó lại chính là do chị ấy lobby. Chị ấy đã cố tình mang tác phẩm của tớ đi dự thi, cũng cố hết sức để giúp cho tớ được lọt vào vòng trong. Cậu nói xem, tại sao ông ấy lại cứ thích can thiệp vào cuộc sống của tớ?